Tôi đã có được video TikTok triệu view nhờ vào cái bí quyết này của thầy Phạm Thành Long nha các bạn. Xin chào tất cả các bạn, mình là Hưng Huỳnh đây. Các bạn nhớ được kênh TikTok của mình chưa? Kênh TikTok của mình là Chú Hưng Râu đó. Trong thời gian qua thì việc làm thành công trên kênh TikTok và bên cạnh đó mình cũng đã chia sẻ rất là nhiều kiến thức để mình giúp cho rất rất là nhiều thành công ở trên kênh TikTok. Họ có video triệu view trong vòng 3 ngày thôi, 5 ngày một tuần. Có rất là nhiều người như vậy. Đặc biệt là ví dụ như là anh Sang ở đây. Anh Sang ở đây là bán điện thoại Vertu đó các bạn. Anh đã có 3 ngày thôi là có video triệu view rồi và bán được điện thoại Vertu trên TikTok thì một điều quá tuyệt vời đúng không ạ? Thứ hai là kênh của bạn Mẫn ở bên này. Bạn Mẫn ở bên này thì trong vòng 3 ngày thôi thì hơn 15 triệu view trên toàn kênh và có video hơn 10 triệu lượt view. Thì các bạn thấy có tuyệt vời không ạ? À đấy. Rồi kênh của bạn Nam Xe Lăng đây cũng có rất là nhiều video triệu view và đặc biệt là có hơn 200.000 follow chỉ trong vòng 1 tháng thôi. Và kênh của bạn Sơn Xe Lăng ở đây nữa thì rất rất là nhiều video triệu view anh chị ạ. Vậy tại sao họ làm được cái điều đấy? Hôm nay trong video này tôi sẽ chia sẻ cho các bạn cách làm sao để có được video triệu view nhanh nhất nha các bạn. Rồi, các bạn có thể ghi hoặc là các bạn nhớ này, nhớ để làm theo nha. Một là các bạn cần phải lấy ý tưởng của người thành công, các bạn nhớ cái này giùm Hưng với. Nếu mà các bạn là những người bắt đầu xây kênh, các bạn không cần phải suy nghĩ quá nhiều, không cần phải bắt đầu từ đâu, không phải tôi phải làm cái gì. Các bạn yên tâm đi, các bạn chỉ cần coi cái người nào thành công trong cái ngành nghề của các bạn. Ví dụ như bất động sản thì coi bất động sản, làm ô tô thì coi ô tô, kinh doanh thời trang thì coi những cái kinh doanh thời trang. Họ làm sao mình làm vậy? Ví dụ như này nè, ví dụ như chị Mẫn á, chị thấy một cái video của ông Sơn, hai người này là cùng ngành nghề đang nói về phong thủy nha, về thần số học luôn đấy, liên quan với nhau. Chị Mẫn, chị đang làm phong thủy, chị thấy video của ông Sơn làm hay quá, nhiều người xem quá, nhiều triệu view quá, bắt đầu chị làm theo. Chị làm theo thì kênh này là kênh của ông Sơn này, kênh này là kênh của chị Mẫn này, cùng một cái video nói về chỉ tay thôi. Nhưng mà video nào cũng lên mười mấy triệu lượt view hết. Các bạn có thấy hay không ạ? À, thấy người ta làm triệu view thì mình lấy mình về mình làm triệu view, không cần phải suy nghĩ gì cả. Các anh chị chỉ cần nhớ cái điều này, xem họ quay như thế nào, mình làm y như vậy. Về góc quay, về ánh sáng, về cách nói như thế nào, làm y như vậy, nhớ nha. Thứ hai nè, xem họ nói như thế nào thì nói y chang vậy. Nhớ là đừng có sáng tạo gì hết nha các bạn. Sai một cái là không ai xem đâu. Ví dụ như video của người ta không có chào hỏi gì hết. Video của anh chị vừa nói vậy. Xin chào tất cả các bạn, mình là Hưng Huỳnh đây. Lãnh đạo đã khác video của họ rồi. À, nói y như họ từ đầu tới cuối, bắt đầu cái gì thì kết thúc như vậy luôn. Đấy, thì làm như vậy, giống như vậy thì anh chị mới ra được kết quả. Nhớ là đừng bao giờ làm khác nha. Đó, ví dụ người ta không có chào thì mình đừng có chào, cứ làm y như vậy. Tiếp theo này anh chị ạ. Chúng ta có thể ghi ra giấy, chúng ta có thể ghi ra giấy để chúng ta nói nha. Ghi ra giấy cũng được, chúng ta nói theo. Hoặc là chúng ta có thể đeo tai nghe vô, chúng ta đọc đi, chúng ta đeo tai nghe vô, trong tai nghe đọc cái gì thì chúng ta đọc lại. Cái này là hai cái mẹo để giúp cho anh chị có thể nói dễ hơn mà lưu loát, mà chúng ta không có cần phải bị quên ấy, thì chúng ta đeo tai nghe vô, thì cái đó là một cái mẹo giúp cho anh chị làm video nhanh hơn nha. Thay vì chúng ta ngồi nghỉ, ngồi nhớ thì chúng ta đeo tai nghe vô, chúng ta nghe lại, chúng ta nói xong chúng ta nói theo, thì đó là cách nhanh nhất. Hướng chỉ cho anh chị một mẹo để làm video nhanh luôn rồi đó nha. Rồi tiếp theo nữa anh chị cần phải xem họ tiêu đề họ như thế nào thì anh chị làm y như vậy luôn, tiêu đề như thế nào làm y như vậy luôn, không cần phải sáng tạo nha. Tại sao họ làm màu chữ đó nữa? Ví dụ như trong video của họ có chữ ở trên đấy, người ta làm chữ màu vàng, viền màu đen, lý do tại sao như vậy? Tại vì nó dễ nhìn cho nên người ta suy nghĩ ra rồi, người ta sáng tạo, người ta làm rồi mình cứ làm theo thôi, chứ không phải tự nhiên mình thích màu hồng, mình thích màu tím mình đổi qua là coi như là bó tay luôn đó. Cho nên là anh chị nhớ là làm giống họ luôn, từng ly từng tí cứ làm giống cho họ, tại vì trong quá trình làm thì mình học được rất là nhiều điều từ họ, rồi sau đó mình đúc kết thành kiến thức của mình, rồi sau đó mình ưng sáng tạo gì thì mình sáng tạo. Cho nên bắt chước người thành công là một cái chiến lược mà rất là quan trọng để anh chị xây kênh nhanh nhất nha. Hưng lấy ví dụ lại cái ví dụ của bạn Sơn và bạn Mẫn nha. Anh chị coi video của họ này. Đấy, bên này là bạn Sơn làm, bên này là bạn Mẫn làm. Thường là y như nhau. Họ làm nội dung gì vậy ạ? Họ làm là coi chỉ tay. À, coi cái ngón út này các bạn. Ngón út của các bạn mà nó dài hơn cái ngón kế út á, mà nó cao hơn á, thì cuộc sống của bạn bình thường. Nếu mà thấp hơn là cuộc sống nghèo khổ. Mà nếu mà bằng cái đốt này, bằng cái đường ngang cái đốt này này. Các bạn coi này, bằng cái đường ngang cái đốt này là cuộc sống của các bạn sẽ giàu có. Quá thì là bình thường, dưới là nghèo, bằng là giàu có. Thì có phải các bạn rất là tò mò đúng không? Mà có phải các bạn đang lấy cái tay ra coi luôn đúng không? Đang nhìn vô tay mình coi đúng không? Có thì ừ đi, đi cười cái đi đúng không? Tôi nói không có sai đâu. Thì tại sao các bạn lại coi như vậy? Tại vì các bạn rất là tò mò, không biết cuộc sống của mình giàu hay là nghèo hay là bình thường. Cho nên các bạn rút cái tay ra các bạn coi. Mà các bạn coi xong các bạn nhìn qua video của họ, nhìn qua coi lại, coi qua coi lại, video nó chạy hoài như vậy thì nó lên đề xuất thì nó nhiều triệu view thôi, đúng không ạ? Cho nên cái từ khóa tiếp theo các bạn cần phải biết là giờ là phải tò mò. Video là phải tò mò nha. Tò mò, các bạn thấy hay không? Đấy,
tò mò, cho nên các bạn coi mà tò mò về gì, về giàu nghèo. À, chỉ cần coi cái tay là biết giàu nghèo, cho nên rất là tò mò. Nếu mà hay thì follow kênh giùm Hưng nha. À, Hưng có rất là nhiều cái mẹo, các bạn nhớ follow kênh để Hưng chỉ cho các bạn cái mẹo để làm cho nó nhanh. Đó là cái điều thứ hai nha các bạn. Cái điều thứ hai là chúng ta cần phải tạo ra được một sự tò mò nha. Ok chưa? Rồi, tiếp theo nè anh chị, tiếp theo một cái quan trọng nữa nè. Tiếp theo nữa, nếu mà anh chị là một người mà mình đã biết cách làm rồi á, mình biết cách làm rồi, thì trong video mình nhớ cái từ khóa này giùm Hưng với, hướng dẫn cho người ta làm một cái gì đó. Anh chị cứ hướng dẫn cho người ta làm một cái gì đó là được. Ví dụ như chúng ta, có phải là hồi nãy là hướng dẫn coi chỉ tay không? Đó là hướng dẫn đó các bạn. Hướng dẫn coi chỉ tay đó, đó là hướng dẫn đấy. Phối đồ thì hướng dẫn mặc đồ đẹp hơn. Chụp ảnh thì hướng dẫn cho họ cách chụp ảnh đẹp, thì đó là cái điều họ muốn. Cho nên chúng ta nhớ từ khóa là hướng dẫn, hướng dẫn, hướng dẫn và hướng dẫn. Đừng có cần suy nghĩ, nó dễ làm. Tại vì đó là chuyên môn của các bạn rồi. Các bạn hướng dẫn cho họ sử dụng sản phẩm của các bạn, sau đó giúp cho họ đẹp hơn, giúp cho họ trẻ hơn, giúp cho họ mặc đẹp hơn, giúp cho da của họ đẹp hơn là hướng dẫn về mỹ phẩm, đúng không ạ? Hướng dẫn cho họ rửa ô tô để họ có cái ô tô đẹp hơn. Hướng dẫn cho họ mua áo để họ biết cách lựa áo online mà về mặc đẹp hơn. Hướng dẫn cho họ sử dụng cái mic này thì họ mua cái mic này thôi. Cho nên từ hướng dẫn là cái từ mà các bạn phải làm theo nha. Nó có giá trị các bạn ạ. Tại vì Hưng muốn các bạn làm để bán hàng nữa, chứ không phải làm cho vui. Triệu view nhưng mà phải bán được hàng cơ. Thì các bạn nhớ từ khóa này. Và cái thứ ba để làm cho video của bạn triệu view nữa nè. Cái thứ ba, cái quan trọng nè. Cái thứ ba là các bạn bắt trend. Các bạn bắt trend có nghĩa là sao? Các bạn lướt TikTok, các bạn lướt, đúng không? Các bạn thấy cái trend nào mà nó đang làm quá nhiều luôn. Nó đang làm nhiều mà đang nổi nhiều á. À, các bạn lướt thấy cái trend, nó lướt cái trend là mình bắt ngay. Mình bắt ngay, nhưng mà mình phải nhớ là nó phải liên quan tới sản phẩm của mình. Chứ không phải tự nhiên cái trend đang nhảy mà mình không có làm vấn đề gì liên quan tới nhảy, tự nhiên mình lên mình nhảy. À, nó rất là vô duyên, đúng không ạ? À, ví dụ như bạn bán thời trang, thì cái trend nhảy đấy mà nó hợp với cái thời trang của bạn á, thì bạn lồng cái thời trang của bạn vô bạn nhảy thì nó mới phù hợp. Chứ còn mình làm khác đối tượng khách hàng á, là mình không bán được hàng đâu. Quay lại mục tiêu là mình phải bán được hàng trên TikTok, chứ không phải là mình làm TikTok triệu view cho vui. Các bạn nhớ cái này giùm Hưng nha. Triệu view mà không bán được hàng trên TikTok thì coi như là vứt luôn đấy. Cho nên các bạn thấy được có rất là nhiều người triệu view trên đấy nhưng mà họ không bán được hàng. Cho nên chúng ta là những người kinh doanh thì chúng ta phải bán được hàng trên TikTok thì mới nói mới điều quan trọng. Hưng cũng có những cái video khác Hưng chia sẻ cho bạn cách kiếm tiền từ trên TikTok nha. Và có những cái video mà giúp cho các bạn thu hút được khách hàng tiềm năng. Đấy, hôm nay Hưng chia sẻ cho các bạn ba điều. Tóm lại, để một video mà lên được triệu view thì các bạn cần nhớ ba cái điều sau. Thứ nhất là lựa những video triệu view của người khác đã làm thành công trong ngành nghề của mình và mình làm theo. Các bạn yên tâm là ở trên đấy chắc chắn hầu hết sẽ có những cái ngành nghề, rất rất là nhiều ngành nghề, cho nên mình tìm sẽ ra thôi. Còn nếu mà không ra thì sao ạ? À, không ra thì mình cứ làm theo bước 2, đó là hướng dẫn cho người ta sử dụng sản phẩm của mình và phải có tò mò nha các bạn. Hướng dẫn và phải có tò mò, đó là điều thứ hai. Và thứ ba là các bạn cần phải bắt trend rất là nhanh thôi. Chúng ta phải bắt trend ngay, bắt càng sớm, chứ đừng có để cỡ một tuần là cái trend nó qua ngay là nó hết hot. Cho nên phải bắt trend ngay. Đó là những cái điều, ba điều quan trọng để có được một cái video triệu view. Và để có được một kênh TikTok thành công hơn nữa và nhiều video triệu view cũng như là bán được hàng, thì các bạn nhớ là follow kênh của Hưng nha. Follow dùm kênh của Hưng đi. Nhiều lúc mình cũng phải năn nỉ đó. À, thật sự là mình đang chia sẻ những cái điều mà mình đã làm được, mình xây kênh thành công trên TikTok, mình chia sẻ lại cho các bạn. Cho nên các bạn hãy follow để cập nhật được những cái điều mới nhất từ TikTok. Mình sẽ update. Đấy, mình mặc cái áo của TikTok này, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Mình sẽ update cho các bạn những cái kiến thức mới để làm sao mà xây kênh thành công hơn. Và làm sao để kiếm tiền từ TikTok thì các bạn hãy xem video tiếp theo nhé.